À, có phải là cái phần tư vấn của em Thiên Anh đã giúp cho tất cả các anh chị làm sao để mình có thể là vẽ lên được cái chân dung của khách hàng, à, từ một cái khách hàng ban đầu là họ đã có được những cái mong muốn, làm sao là họ có được sở hữu được một cái làn da đẹp cũng như là khắc phục được những cái khuyết điểm trong cái làn da của mình, đúng không cả nhà? À, từ một cái người bị mụn nè, bị nám nè, hoặc là một cái làn da khô thì làm sao để họ có thể là được tư vấn một cái dòng sản phẩm. Và bên cạnh đó là các anh chị biết được là cách làm sao để chúng ta có thể là tư vấn từ cái việc đó là tiếp xúc với khách hàng ban đầu và đặt những cái câu hỏi để khai thác được thông tin từ khách hàng. Ví dụ như là họ đang sử dụng những cái dòng sản phẩm như thế nào, và bên cạnh đó là tình trạng của làn da cũng như là sức khỏe, và bên cạnh đó là xử lý được các cái tình huống mà khách hàng đưa ra, và các cái từ chối. Và một điều vô cùng quan trọng ở chỗ Thiên Anh đã làm được đó là gì các anh chị? Là em ấy đã đưa ra được những cái minh chứng từ cái về cái chất lượng của sản phẩm nè, và cái thứ hai nữa là minh chứng về cái sự đồng hành và hỗ trợ của các chuyên gia, từ dược sĩ, bác sĩ cũng như là cái đội ngũ chuyên gia của nhà phát triển sản phẩm Phú Thái. Và một điều nữa, đó chính là cái phần phần mà em cảm thấy rất là tâm đắc, đó là gì các anh chị? Em ấy không trả lời cái giá của cái sản phẩm ngay từ ban đầu, mà là thông qua các cái câu chuyện kết nối để mà có thể là chinh phục được khách hàng, chứ không còn gọi là thuyết phục nữa, đúng không các anh chị? Từ cái góc độ là chúng ta chinh phục khách hàng để cho khách hàng cảm thấy là họ rất cần để sử dụng cái dòng sản phẩm đó, và bên cạnh đó là chia nhỏ cái sản phẩm ra để người ta tiêu dùng, tức nghĩa là một ngày chỉ cần bỏ ra bao nhiêu tiền để họ có thể là sở hữu được cái làn da đẹp, hoặc có thể là khắc phục được các cái tình trạng hiện tại họ đang gặp. Rồi, và một điều nữa đó là chốt sale. Cái điều chốt sale mà vừa Thiên Anh sử dụng đó chính là chốt sale từ chương trình khuyến mãi của công ty, đúng không các anh chị? Là một trong những cái điều rất rất tuyệt vời các anh chị. Rồi, như vậy thì bây giờ các anh chị có thể là cùng em Gẫm nói tiếp với cái nội dung này. Như vậy thì đối với cái khách hàng mà Thiên Anh chia sẻ, đó là những người đang có cái làn da bị mụn, bị nám, hoặc là bị khô, hoặc là bị lão hóa, và họ cần cải thiện cái làn da của họ. Vậy thì đến với cái phần của em Cẩm thì sẽ có cái nội dung là đối với những khách hàng có làn da đẹp. Như vậy thì những cái khách hàng có làn da đẹp thì thường thường á các anh chị, chúng ta sẽ chia ra thành hai nhóm. Một nhóm là nằm trong nhóm khách hàng mà Thiên Anh đã chăm sóc, tức nghĩa là từ khi họ có cái làn da xấu và được khắc phục cũng như là phục hồi cho đến khi họ sở hữu làn da đẹp. Được chưa các anh chị? Có phải là thông qua cái phần tư vấn, tiếp cận và chăm sóc của Thiên Anh, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính tới cái mốc là lúc này họ đã khắc phục được những cái nhược điểm của làn da và đang sở hữu một làn da đẹp. Rồi, và còn một trường hợp thứ hai nữa, đó là làn da đẹp bẩm sinh, và từ trước tới giờ hầu như họ chưa đụng gì tới các cái sản phẩm chăm sóc da hoặc là các cái sản phẩm về dinh dưỡng, đúng không các anh chị? Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân loại ra hai cái nhóm khách hàng này, và chúng ta sẽ đi từng nhóm một, được không ạ? Như vậy thì đối với cái nhóm mà họ đã có cái làn da đẹp rồi đó các anh chị, hoặc là cái nhóm mà họ được khắc phục cái làn da của mình từ cái việc đó là dạng làn da xấu, thì chung quy lại thì các anh chị cũng đánh dấu lưu ý giúp em Gẫm, đó là gì? Thói quen của người tiêu dùng Việt Nam của mình đa phần là gì các anh chị? Chỉ cần họ chữa được cái làn da của họ được khỏe rồi thì sao các anh chị? Theo như các anh chị là họ tiếp tục hay là họ ngừng ạ? Và các anh chị có thể là cho em Gẫm xin cái lý do tại sao là họ tiếp tục hay là tại sao họ dừng, được không? Vì theo như các anh chị, đa phần người tiêu dùng Việt Nam của mình đấy có 56 anh chị em có mặt trong phòng Zoom của mình trưa nay, thì các anh chị có thể tương tác cùng với em Gẫm để mình có thể là khắc lại những cái nội dung mà mình cần lưu ý ha. Rồi, như vậy thì sau khi mà họ được bạn Tiên Anh nè chia sẻ với những kiến thức kinh nghiệm cũng như là chinh phục được họ ra cái quyết định sử dụng sản phẩm rồi, thì bắt đầu là khi mà họ đã khắc phục được cái làn da mụn cũng như là khắc phục được làn da nám, thì đến khi mà họ sở hữu được cái làn da ưng ý rồi á, thì theo như các anh chị họ sẽ tiếp tục dùng nữa hay là họ sẽ ngừng dùng theo như cái quan niệm thói quen tiêu dùng của người Việt Nam? Hồi nãy em vẫn có thấy là một số ít anh chị trả lời đó là gì ạ? Ngưng dùng, đúng không ạ? Rồi một số ít thì là tiếp tục. Rồi ok, em thấy là đa phần các anh chị là tiếp tục, đúng không các anh chị? Rồi, như vậy thì đối với các nhóm
À, đối với cái nhóm mà khách hàng mà tiếp tục tiêu dùng á thì rất là dễ, bởi vì sao các anh chị, họ đã tin cái kiến thức của mình cũng như là tin cái kiến thức của Thiên Anh có thể là giúp họ duy trì được cái làn da sắc sắc đẹp, đúng không các anh chị? Thật sự á là với cái phần mà tư vấn của em Thiên Anh dành cho chị Hiếu lúc nãy á, các anh chị có tin cái khả năng tư vấn của em ấy không ạ? Có tin vào kiến thức của em ấy không các anh chị? À, giống như là chị Hiếu bản thân là một dược sĩ đúng không ạ, à, chủ nhà thuốc, nhưng mà khi mà nghe Thiên Anh tư vấn với tất cả các cái tình huống mà chị ấy đưa ra, chị ấy vẫn ra cho mình cái quyết định là sẽ trải nghiệm sản phẩm, đúng không? À, tức nghĩa là tiếp tục tin. À, và khi họ tiếp tục tin thì phụ nữ thì đa phần là gì các anh chị, họ cũng sẽ là gì, à, yêu thương cái làn da cũng như là sắc đẹp của mình, cho nên là sẽ ra quyết định tiếp tục. Tuy nhiên, à, sẽ có một nhóm khách hàng đó là gì các anh chị, họ sẽ không tiếp tục, bởi vì sao? Theo như các anh chị, à, lý do vì sao mà họ không tiếp tục nữa khi mà họ đã làm đẹp làn da của họ rồi là do đâu các anh chị? Nó cũng sẽ nằm trong một cái nhóm mà lúc nãy mà chị Hiếu có vừa chia sẻ, đó là họ ngán tiền, đúng không? Các anh chị có đồng ý điều này không ạ? À? À, và khi họ ngán tiền à, thì chắc chắn rằng họ sẽ ngừng. Rồi, như vậy thì đối với cái trường hợp này, làm sao để mình có thể là giúp cho họ tiếp tục dùng cái sản phẩm được không các anh chị? Và cái thứ hai nữa đó là gì? Điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần phải cho họ cái quan niệm trải nghiệm sản phẩm cũng như là quan niệm tiêu dùng. Đa phần chị em phụ nữ của mình á là họ quan niệm là họ rất là thích có sắc đẹp. Tuy nhiên là đối với những cái người người vợ, người nội trợ, đặc biệt đó là người làm mẹ thì họ sẽ rất tiếc tiền cho bản thân của mình, nhưng mà họ lại dành hết tiền của mình cho gia đình, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải cho họ thêm cái quan niệm cũng như là tư duy trong cái quá trình mà họ ra cái quyết định tiếp tục trải nghiệm sản phẩm. Thì cái phần này chính xác em đang chuẩn bị nói tới. À, rồi trong cái phần này lúc nãy Thiên Anh đã giúp các anh chị hỗ trợ về cái vấn đề đó là tại sao họ phải dùng sản phẩm ở cái chỗ đó là để chị hỏi ý chồng, đúng không các anh chị? Tức nghĩa là họ họ sợ là bỏ tiền ra mua cái sản phẩm gì đó thì nó lại bị ảnh hưởng tới cái quan hệ vợ chồng, đúng không? À, thì Thiên Anh đã giúp cho tất cả các anh chị là mình phải cho mình một cái cơ hội được làm đẹp hơn, làm khỏe hơn. Đặc biệt đó có thêm một cái câu dẫn chứng mà Thiên Anh cho, đó là lâu lâu cái chồng em nhìn thấy cái đùi của em sau bữa nay là nó sáng quá, nó trắng quá, đúng không? À, như vậy thì sẽ giúp cho các chị em phụ nữ của mình quên đi cái việc đó là mình sợ tốn tiền hoặc là bị ảnh hưởng về các cái tác nhân từ bên ngoài để họ ra cái quyết định tiếp tục sử dụng sản phẩm. Thì đây là một trong những cái vấn đề về quan niệm sử dụng các anh chị. Rồi, và một điều nữa thì chúng ta cũng cần phải cho họ thêm một số cái thông tin từ cái việc đó là gì? Khi mà làm đẹp da xong rồi, tuy nhiên với những cái tác động từ môi trường, đặc biệt đó là ngày nay thì các cái tác động gây hại á, như là gì các anh chị? Tác động của ánh nắng mặt trời nè, rồi tác động của khói bụi nè, và các cái tác động của các chất độc hại từ thức ăn đi vào trong cơ thể của mình. Cho nên là chúng ta cần phải bảo dưỡng cơ thể, đã bảo dưỡng làn da của mình sau khi mà chúng ta đã khắc phục được làn da rồi. Còn đối với một số nhóm anh chị em có cái làn da đã được khắc phục, tuy nhiên thì họ lại ngại cái việc đó là họ phải sử dụng cái dinh dưỡng cũng như là họ ngại cái việc đó và phải sử dụng cái viên uống đường lâu dài á, và họ lại bắt đầu là sử dụng tới các cái phương pháp tác động từ bên ngoài, tức nghĩa là họ sẽ bỏ bỏ dinh dưỡng, bỏ cái viên rỉ QC của mình và họ chỉ tập trung đó là gì, làm đẹp từ bên ngoài, từ mỹ phẩm này các anh chị, hoặc là gì ạ, họ sử dụng tới các cái phương pháp từ thẩm mỹ như là gì, về chiếu tia laser, hoặc là về cái vấn đề đó là đi căng da cơ học để làm đẹp da, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì đối với cái nhóm đối tượng này thì chúng ta sẽ cho thêm một số cái thông tin, đó là về cái sức khỏe và làn da đẹp của chị em phụ nữ của mình là nó đến từ nội sinh bên trong. Và đặc biệt có một cái câu người ta thường hay nói là gì, sắc đẹp ở bên ngoài đến từ sức khỏe ở bên trong. Thì đây là một trong những cái quan niệm để chúng ta cho họ một xây dựng được từ cái việc đó là họ ra cái quyết định xuống tiền để họ mua sản phẩm, và sau đó là chúng ta phải cho họ được cái quan niệm để có một cái làn da khỏe.
một làn da đẹp là phải đến từ bên trong chứ không phải là đến từ bên ngoài. Cho nên là ngoài cái việc là chúng ta kết hợp cái việc đó là chống nắng mỗi ngày bên ngoài bằng mỹ phẩm nè, hoặc là sử dụng các cái sản phẩm mỹ phẩm để dưỡng da, thì điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta không thể nào bỏ qua được các cái dòng sản phẩm về chăm sóc dinh dưỡng từ bên trong, nội sinh từ bên trong, và đặc biệt đó là làm trẻ hóa từ bên trong. Rồi, như vậy thì thêm một điều nữa các anh chị, theo tuổi tác về lâu dài thì chị em phụ nữ của mình sẽ đi xuống về cái nhan sắc, cho nên là cái việc trùng tu và bảo vệ nhan sắc của mình đối với các chị em phụ nữ, bởi vì người ta nói là gì các anh chị, sắc đẹp sẽ không tồn tại vĩnh viễn và bền vững. Cho nên cái điều quan trọng nhất là khi các anh chị tiếp cận được khách hàng và chăm sóc khách hàng xong rồi, thì cái việc cho họ tư duy để quan niệm trong cái việc đó là bảo trì và duy trì cái làn da sắc đẹp của mình cũng như là sức khỏe là một điều vô cùng quan trọng. Đấy là một trong những cái yếu tố để cho chúng ta có thể là gì các anh chị, chăm sóc cũng như là tư vấn cho khách hàng. Rồi, còn một điều nữa đó là lúc nãy em Cẩm nhìn thấy một cái comment của một cái bạn đó là Cẩm Lê á, thì bạn em Cẩm thấy là một điều rất là hay ở chỗ đó là gì, bởi vì chị em phụ nữ của mình thường hay có cái thói quen đó là họ tiết tiền cũng như là sợ sử dụng sản phẩm lâu dài, tốn nhiều chi phí, cho nên là điều quan trọng nhất là gì, khi mà các anh chị tư vấn cho họ sử dụng sản phẩm mà để duy trì được lâu dài thì các anh chị, điều kế tiếp nữa là gì ạ? Nếu như đó là một cái khách hàng thân thiết thì tốt nhất đó là gì các anh chị, nên rủ họ cùng đồng hành với mình để gì ạ, xây dựng một cái cộng đồng kinh doanh. Và một điều rất là quan trọng đó là chị em phụ nữ của mình ngoài việc đó là họ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ra thì họ rất mong muốn kiếm tiền. Cho nên là gì, từ chính cái hình ảnh của họ các anh chị, thứ nhất đó là đối với các cái nhóm đối tượng là đã làm đẹp xong rồi và họ đã khắc phục được các cái tình trạng về làn da mái tóc, thì chính cái trải nghiệm của họ và sự thay đổi của chính họ thì sẽ giúp cho những người xung quanh đó sẽ để ý tới cái sự thay đổi của họ và sự khắc phục cái làn da, thì khi đó sẽ làm gì ạ, tăng tính tò mò cho những người xung quanh các anh chị. Và các cái comment của các anh chị rất là đúng luôn, đó là đi truyền miệng. Và các chị em phụ nữ của mình thường hay có một cái thói quen đó là gì, tôi đẹp lên nhờ cái gì, tôi thường hay chia sẻ cho những người xung quanh, thì đây là một trong những cái cách đó là giúp cho họ tiếp tục duy trì dùng sản phẩm của mình lâu dài bền vững, và bên cạnh đó là gì ạ, phát triển được doanh số của chính mình cũng như là doanh số của cái người đi tư vấn. Rồi, và bên cạnh đó là giúp cho các chị em phụ nữ của mình có thể là kiếm thêm được nguồn thu nhập từ từ việc trải nghiệm sản phẩm và từ việc làm đẹp, được không các anh chị? Rồi ok, và em Gẫm có nhìn thấy được là mình dùng, mình cho cả chồng dùng là hay nhất. Cái vấn đề này là ngon lành đúng không các anh chị, bởi vì cái viên rỉ quay C á, nó không chỉ dùng riêng cho chị em phụ nữ mà dùng luôn cho cả các ông chồng đúng không các anh chị. Phái nam có dùng được không ạ? Nam có dùng được không các anh chị? Có thể comment vào trong khung chat với em Gẫm được không ạ? Nam dùng được không ạ? Được nha. Bởi vì nó sẽ nằm ở cái chỗ đó là gì các anh chị, đặc tính của Release Quasi thì trong đó nó có một cái thành phần đó là glutathione, và cái glutathione này nó sẽ có hỗ trợ trong cái việc đó là gì các anh chị, kết hợp với vitamin C á, sẽ giúp là hỗ trợ cho việc đó là giải độc gan và đặc biệt đó là gì các anh chị, thanh lọc cơ thể. Và đối với những cái người mà làm việc ở cường độ áp lực cao, căng thẳng cũng như là thường hay phải tiếp khách đúng không ạ, giao lưu, thì cái viên rỉ quay C là một trong những cái viên bỏ túi của các ông cha, các ông nam, và các ổng đi uống thì tự động là gì các anh chị, nếu như mà trong cái trường hợp mà các chị em mình mà hỏi ý kiến chồng á, mà chồng không cho dùng á, bữa nào mấy ổng mà có đi nhậu hay tiếp khách á, nhét vô túi ổng viên đi, nói nhìn nào anh chuẩn bị nhậu á, uống viên cho em cảm nhận đi, là tự động là về mấy ổng cho các anh chị dùng à, được chưa? Rồi, là một trong những cái yếu tố kế tiếp. Rồi, còn trong một số cái nữa các anh chị, về kiến thức về glutathione cũng như là vitamin C trong cái việc đó là đào thải độc tố, làm sáng da, chuyển sắc tố, chuyển đổi sắc tố xa, tối thành sắc tố đen thành sắc tố sáng, cũng như là cái khả năng là tăng cường khả năng lão hóa, săn chắc da từ cái vitamin C, thì đây là những cái kiến thức mà các anh chị đã được học tập từ các chuyên gia cũng như là trong cái quá trình tư vấn mà Thiên Anh có chia sẻ. Cho nên là em Gẫm chỉ đồng hành cùng với tất cả các anh chị trong trong cái một mảng nhỏ ở phía sau thôi.